Rồi, chào tất cả các bạn đến kênh Mình Thuận Người Yêu luôn nha. Hôm nay mình cũng chia sẻ với tất cả các bạn cảnh ghe pha súc của Khánh Hòa về cửa cảng các bạn. Hôm nay gió, sóng gió lớn quá các bạn ơi, cấp 6, cấp 7 luôn. Này ghe chạy về các bạn thấy rất là vất vả luôn các bạn thấy không? Chạy cả quằn quại luôn kìa. Chiếc pha súc chạy bê bê các bạn, gió thổi rất là ấn mà không, sóng gió rất là lớn bạn thấy không? Kìa. Chạy nghiêng qua nghiêng lại nhìn muốn thoát tim luôn các bạn. Chiếc ghe lưới bao của Bình Thuận cũng về cửa cảng nè. Ghe ra nhiều thì mình chia sẻ với em nhiều, thì mình cũng chúc cho tất cả anh em luôn luôn sức khỏe luôn, đặc biệt chủ ghe đi chiến nào thắng lợi chiến đó luôn nha. Nói chung là dầu giờ thì khan hiếm, anh em ra khơi thì cá nó giá nó bèo quá nên cuộc sống anh em gặp nhiều khó khăn quá, thì mình cũng chia sẻ lên đây thôi anh em mình xem thôi. Đó, những khung cảnh ghe bây giờ cửa cảng cho anh em mình xem. Đó, thế ghe chạy các bạn thấy nó rất là vất vả không, chiếc pha súc mà chắc cũng tầm từ 900 vỏ các bạn. Nó chạy tốc độ rất là quằn người luôn, rồi chạy kìa. Má ơi, sóng gió nhìn nó ấn ăn luôn các bạn. Những con sóng này đối với anh em đi ghe quen thì không có xi nhê gì, cho như mà anh em mình chưa từng đi ghe xin lỗi nha, xin lỗi là chịu không nổi luôn á. Chiếc pha súc sơn ghe rất đẹp bạn không, màu xanh nước biển chói này nó chiếu rất là đẹp bạn không, sáng láng can xi măng luôn các bạn, số hiệu là Khánh Hòa 96570TS luôn. Quá tuyệt vời luôn. Nó vàng đèn pha kìa, rất là xịn sò luôn, đèn led các bạn thấy không, như điện lượng mặt trời đấy các bạn. Nói chung là dùng pha súc này sử dụng đèn 300 mấy W các bạn, cực sáng để anh em mà nhiệm vụ đánh bắt cá cơm cho nó có hiệu quả xíu. Các bạn thấy không, sóng gió rất là lớn nha, cái sóng gió đập vô bờ kè lớn không. Nói chung là như anh em mình chưa từng đi biển rồi thì nhìn những con sóng này rất là ớn luôn, thì như những anh em đi ghe quen những con sóng là bình thường thôi các bạn. Nói những anh em như dùng thành phố luôn bạn, ít đi biển luôn bạn, thấy những con sóng này rất là đẹp luôn. Những anh em mà đi ghe dân biển thì nói chung là những con sóng này thì mình nói giờ những anh em mà chưa từng đi ghe thôi, những anh em đi ghe quen thì bình thường thôi, những con sóng này nó ghe lộ lộ phía sau luôn các bạn ha. Chiếc pha súc của Khánh Hòa này các bạn, pha súc Khánh Hòa về nãy gì cũng bộn luôn các bạn ơi. Thì mình cũng chia sẻ với anh em những thước phim hay, những khung cảnh ghe ra vào cửa cảng cho anh em mình xem. Anh em nào xem thấy hay hãy like và chia sẻ để cho kênh mình nó phát triển và rộng rãi hơn nữa, nói chung là lan tỏa khắp mọi miền đất nước luôn đó. Thì mình hy vọng là anh em luôn yêu mến mình, thì những gì mình còn nói thiếu sót hay là không đúng ở đâu chỗ nào nơi đó thì anh em cũng góp ý cho mình để cho mình có thêm thông tin và động lực và làm những clip một ngày một hoàn hảo và tốt hơn luôn. Số hiệu của ghe là Khánh Hòa là 96579TS luôn nha. Nó cũng đang chạy cái sóng gió ghê các bạn không? Đó, đưa đẩy cái chiếc ghe rất là ớn luôn các bạn không? Đưa lắc lắc nhìn rất là khủng khiếp luôn. Đúng là quải chưởng luôn các bạn. Đó, nào đi biển đâu có sung sướng đâu bạn, sóng gió nhìn rất là ớn luôn. Lúc này là vô cửa cảng là sóng nó hạn chế nữa các bạn. Ở ngoài khơi còn dữ nữa các bạn ơi. Quá xịn sò không, ghe đèn led dán lên rất là xịn sò bạn thấy không, quá đẹp luôn. Những ghe đều lắc tích rất là đẹp nha. Đó, ghe nào về cũng từ 900 tới 1000 vỏ đó các bạn. Đó, quá tuyệt vời luôn. Nhìn nói chung là ghe về là thấy cẩm ca tải mình cũng rất là vui các bạn. Quay cảm giác rất là phê luôn nha. Ở trong ghe nào về quay cá nhiều mình cũng quay rất là phê đúng không các bạn, rất là sướng. Chiếc pha súc của Cà Ná cũng ra khơi nữa các bạn ơi. Hôm nay nhảy sóng rồi, hôm nay sóng lớn, cái ghe ra nhảy sóng rất là dữ luôn các bạn. Mình anh em cùng đón xem nha. Ghe chạy hết phì phù cho. Pha súc ra Ninh Khánh Hòa ra khơi, Cà Ná thì cũng ra khơi. Ghe ra vào cửa cảng tấp nập luôn các bạn. Ghe mặt ghe này mở sáng láng rất là đẹp luôn, đa số là ghe đều lắc kích rất là đẹp.
rất là xịn sò luôn đó, nó đang tăng tốc ra khơi nghe. Đó, những con sóng nhấp nhô nhìn thấy là ớn luôn các bạn. Quá dữ rồi, đó, nhảy sóng rồi, thấy không? Quá dữ các bạn ơi, những con sóng nhấp nhô thì ớn ăn luôn. Là ghe của Như Hân các bạn. Đó, ghe của Như Hân ra khơi nha. Wow, sóng nhấp nhô, quá dữ các bạn, đang cởi sóng luôn các bạn, tăng tốc luôn rồi. Tới luôn rồi bạn ơi, quá khủng khiếp luôn nha. Đó, quá trời rồi, khủng khiếp không các bạn, quá khủng khiếp. Hôm nay ra khơi rất đầy vất vả luôn. Đó, ghe bữa nay sóng gió đầy vất vả thiệt chứ kìa, ra khơi thì ớn ăn luôn các bạn, mình nói đâu có sai đâu, quá trời luôn rồi, khủng khiếp. Những con sóng đập lên cái bờ ghe rất là dữ luôn các bạn, thấy không, quá ớn ăn luôn kìa. Má ơi, sóng gió rất là khủng khiếp luôn các bạn. Trong này mùa gió mà. Ở cái chạy là bắn luôn kìa. Trời ơi kìa. Sóng gió rất là ớn luôn mọi người ơi. Khủng khiếp quá đi. Đó, nhìn quá trời quá đất. Ghê gớm không? Anh em vô cabin mua hết luôn rồi. Cho ngoài sóng gió lớn nó tạt ướt hết sao? Ồ kìa, khiếp không, quá khủng khiếp luôn bạn ơi. Nó chỉ biết hai từ là quái chưởng thôi. Đó, anh em đứng bên này gió nó đập bên kia nó đông ướt rồi. Thì dữ dằn không. Ồ, chiếc hoa súc của Phú Yên cũng khẩm tải rồi bạn ơi. Quá trời kìa, chạy kìa, chạy tốc độ thì hụt gì cứ cản luôn kìa. Quá tài ghe này khẩm tải chắc ngàn mấy vỏ đó các bạn ạ. À, pha súc này của Khơi Nguyên gì đây, để coi coi thì mình thấy số của ghe nó quen các bạn. Rồi đúng rồi, số ghe của Khơi Nguyên các bạn đang tăng tốc gì cứ cản luôn nè. Đó, quá trời rồi. Về mà gặp sóng gió thì ớn ăn bạn, ghe khẩm tải chạy thì ớn ăn không à. Trời ơi, đúng quả chưởng luôn các bạn. Tới luôn rồi. Đúng là tài cầm lái rất là cứng luôn, không chạy ghê không. Đó, ai nói ghe của bà chị tôi ở Khôi Nguyên bị Campuchia bắt đó. Tàu la bất xế giờ về cứ cản ngay đồng mì đùng nè. Cứ đồng tầm bậy tầm bạ không à. Anh em làm ăn không được thì cứ cào hiếm bên ta không à. Ghe này là một pha súc của Khôi Nguyên làm ăn rất là được luôn các bạn. Ghe là lúc nào cũng mấy cả ngàn mấy hai ngàn vỏ các bạn, ghê lắm, chạy rất là dữ luôn bạn, thấy không. Đó, ghe này ở Phú Yên nữa các bạn, nhưng mà đa số là nằm ở Bình Tiên nhiều hơn. Nó đang tăng tốc về cửa cảng luôn, nó ghê không, chạy tốc độ rất là uy lực luôn mà, quá dữ, chạy tốc độ rồi. Thì mình cũng cảm ơn tất cả anh em và ủng hộ và đồng hành cùng kênh Minh Thuận Dấu Vô trong suốt thời gian qua luôn. Thì mình quay những khung cảnh ghe vào cửa cảng cho anh em mình xem, mục đích mình lưu giữ làm kỷ niệm. Thì những lúc anh em về rảnh rỗi có xem được clip vô ủng hộ mình và chia sẻ nha, để cho kênh mình nó lan tỏa khắp mọi miền đất nước luôn. Thì những gì mình còn thiếu sót thì anh em cũng góp ý với mình, để sau này mình chia sẻ với anh em một cách chính xác và thiết thực hơn luôn nha. Mình cũng hy vọng anh em hãy luôn yêu mến mình. Nhiều anh em cũng yêu cầu mình ra quay cảnh đánh bắt trực tiếp ngoài biển khơi. Thì nói chung là mình tâm sự thật lòng với mình, chỉ là quay khung cảnh ghe cho ra vào cảnh cho anh em mình xem thôi. Nhưng mà đi ghe thì mình bị say sóng nên mình không đi ghe được nha các bạn. Các bạn xem cũng thông cảm cho mình. Đó, ghe Khơi Nguyên trúng đậm luôn bạn, nhìn cái mồi chạy về thấy khẩm mẹp luôn bạn, thấy không, nhìn thấy khẩm quá, khẩm tải luôn bạn, tới công chuyện luôn, ghê về trúng bánh luôn bạn, nhìn rất là phê bạn, thấy không. Đó, quá đã luôn bạn ơi. Đó, Phú Yên là 94114TX luôn. Đó, bạn thấy không, ghe mặt ghe sáng láng rất là đẹp luôn, ghe này cũng mới lên ủ
Tân Trang xong đó các bạn. Hội Sơn rồi đó, giờ xuống tiếp tục những chuyến biển luôn các bạn. Hội Sơn nhìn rất đẹp bạn thấy không? Quá trời kênh Siben luôn. Đó, quá xịn sò luôn, Khôi Nguyên là năm nay làm ăn phát đạt luôn các bạn, trúng đậm luôn. Đó, quá dữ các bạn ơi kìa. Nhìn quá phê luôn. Đúng đã luôn bạn không? Đó, anh em thấy rất là sướng không? Sướng như phê luôn các bạn. Đó, ghe vô sâu trong cửa cảng các bạn thấy không? Đó thì mình cũng cảm ơn anh em đã đồng hành và chia sẻ cho mình những thông tin về những chủ ghe luôn nha. Đó, ghe sử dụng ngày chắc 700 mấy mã lực các bạn. Máy chạy rất là dữ luôn. Rất là đã luôn bạn ơi. Đó, anh em cũng đang háo hức cho chuyến cập cảng rồi thôi. Cái ghe Khôi Nguyên quay ghe nào về lần nào về là thẩm mẹp bạn, ngập con lưng bụng chứ mà không. Nhìn rất là dữ luôn, nhìn rất là trúng đậm luôn bạn. Không phải là mình nói xạo là rất là trúng luôn. Mình tiếc cái là lên cảng quay thương lái họ không cho mình quay thôi, nhưng mà anh chủ ghe vẫn cho mình quay các bạn. Nhưng mà những người thu mua người ta không cho quay nghe, nên họ cũng không cho quay nên mình không quay cho các bạn xem cảnh lên cá cho các bạn xem được. Lên cá các bạn thấy là nhìn rất là phê luôn. Thì video mình kết thúc tại đây các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và mọi người ở những video tiếp theo của Cơ Mình Thận Dấu Yêu nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.